Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếu niên ca hành, tác giả, Chu Mộc Nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca hành. chương 426, thanh kiếm tiếp theo. Tuy kiếm là ma kiếm, nhưng nếu lòng của kiếm khách ngay thẳng, vậy việc gì phải để ý, Tạ tuyên vẩy rượu trong tay xuống đất. Kiếm tốt như vậy, nên kính một chén. Vô song tung người nhảy xuống, 12 thanh phi kiếm bên cạnh đều đã bị kiếm phong thổi về trong vô song kiếm hạp. Chỉ còn lại thanh đại minh chu tước cuối cùng trong tay hắn. Như phượng hoàng tắm lửa ra đời, mỹ lệ tới tuyệt đỉnh, một kiếm xé rách bầu trời. Còn lạc thanh dương nhẹ nhàng nâng cửu ca kiếm lên, vẫn thê lương như gió. Trong kiếm phong, bài hát bi thống của tráng sĩ như đã tới hồi cuối không còn là từng nốt cao tráng lệ lúc đầu mà trở nên trầm trầm kéo dài hai kiếm giao nhau cửu ca kiếm đột nhiên vào vỏ kiếm phong chợt ngừng vô song cầm đại minh chu tước lui thẳng về phía sau hắn vung tay lên đại minh chu tước cũng trở về trong hộp kiếm vô song giơ tay hộp kiếm đột nhiên khép lại ai thắng Lý Phạm Tùng hỏi. Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái, hắn cũng không nhìn ra. Tiêu Sắt nhíu chặt chân mày nhìn Vô Song, hình như cũng không đoán ra. Hai người cứ đứng đối mặt như vậy, cứ như không ai bị thương. Lạc Thanh Dương gật đầu nói, "Vô Song thành có đệ tử như ngươi, là vinh hạnh của bọn họ." Vô Song cũng chắp tay. Kiếm của Tiền Bối không giống kiếm tại nhân gian, vãn bối mở mang tầm mắt. Được. Trong số các kiếm khách đứng xem không biết ai hô to một câu. Những kiếm khách khác cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Cho nên kết quả của trận đánh này là hòa. Lôi vô kiệt kinh ngạc nói. Chờ đã, vô song, hắn. Diệp nhược y đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy dưới quán trà, vô song đột nhiên quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ một tiếng. Thất bại rồi. Lạc Thanh Dương khẽ thở dài. Nếu ngươi tu luyện thêm 10 năm nữa có lẽ kiếm trong tay ngươi sẽ thắng được ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Vô song lẩm bẩm nói. Hai chữ đáng tiếc này mang rất nhiều tầng ý tứ. Hôm nay, ngươi không thắng được ta, đáng tiếc. Ngươi còn quá trẻ tuổi, không thể dùng hết sức mạnh của vô song kiếm hạp, đáng tiếc. Cùng với thiếu niên trẻ tuổi như vậy hôm nay lại phải chết ở đây, đáng tiếc. Lạc Thanh Dương đột nhiên rút cửu ca ra. Tiêu Vũ thấy vậy vui mừng. Quả nhiên nghĩ phụ chưa quên mục đích lần này. Lạc Thanh Dương định giết hắn. Lôi vô kiệt kinh hãi, tâm kiếm lập tức rời vỏ, nhưng đã không kịp. Khoảnh khắc đó, tiêu sùng, tiêu sắt, lôi vô kiệt, tô mộ vũ đều cảm nhận được sát ý của Lạc Thanh Dương, đều định rút kiếm, nhưng khi đó bọn họ đều hiểu đã không còn kịp nữa rồi kiếm của lạc thanh dương thật sự quá nhanh vô song cười thảm chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây à kiếm của lạc thanh dương đã đâm về phía mi tâm của vô song nhưng có một thanh kiếm đâm về phía hắn đó là một thanh kiếm rất đỗi bình thường tuy bề ngoài rất đẹp nhưng có thể thấy chất liệu thông thường được gia công cũng không hoàn hảo như loại kiếm chỉ bỏ chút bạc là mua được ở hàng rèn ven đường. Nhưng thanh kiếm này có cái tên rất dễ nghe. Vạn quyền thư. Đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Cửu ca kiếm rời vỏ, lại vào vỏ. Vạn quyền thư lại nhẹ nhàng bật lại, tạ tuyên lui một bước, cũng thu kiếm về vỏ. Vì sao tạ tiên sinh lại ngăn cản ta? Lạc thanh dương chậm rãi nói. Một người trẻ tuổi giỏi giang như vậy, là một khối ngọc tốt lạc huynh hẳn là người mến tài nào phải tiểu nhân đố kỵ vì sao lại đẩy hắn vào chỗ chết tạ tuyên hỏi ngược lại lạc thanh dương lắc đầu ta có lý do của mình tạ tuyên mỉm cười nhưng hôm nay ngươi không giết được người này nếu vừa rồi ngươi đắc thủ có thể nói là lỡ tay nhưng giờ ta đang đứng đây nếu ngươi định giết hắn sẽ thật sự là giết người ta không đồng ý Bạch Vương điện hạ ở bên kia cũng không đồng ý, Vĩnh An Vương trên tầng cũng không đồng ý. Các kiếm khách ở đây chắc cũng không đồng ý. Tiêu Vũ quay lại nói với Cẩn Tuyên và Tô Sương Hà. Chẳng phải đã nói không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết hắn à? Bây giờ còn động thủ được không? Cẩn Tuyên thở dài. Bây giờ e rằng không được, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ vào đó. Huống chi Tạ Tuyên đã đứng đó ngăn cản. Tạ Tuyên nho kiếm tiên lợi hại lắm à trên quan tuyệt bảng hắn chỉ trong nhóm thứ ba còn nghĩa phụ ta đứng đầu cơ mà tiêu vũ cả giận nói nhưng nho kiếm tiên tạ tiên lại là người như vậy khi mà ai cũng nghĩ hắn chỉ mạnh đến vậy hắn lại đột nhiên mạnh thêm từ trước đến nay hắn chưa từng thể hiện thực lực chân chính của mình tô sương hà trả lời chết tiệt tiêu vũ tức giận quăng chén trà trên tay xuống đất dưới tầng rốt cuộc lạc thanh dương cũng lùi lại một bước, nhẹ nhàng giơ tay ra nói. Đi đi. Đa tạ lạc huynh đệ. Tạ tuyên dẫn vô song đi về phía sau. Vô song gắng gượng mỉm cười. Cám ơn vị tiên sinh này. Nếu thật sự cám ơn ta thì lúc về luyện kiếm cho tốt, lần sau đừng có thua. Tạ tuyên mỉm cười nói. Vô song gật đầu. Đương nhiên rồi. Tạ Tuyên dẫn Vô Song tới trước mặt Tiêu Sùng. "Điện hạ, đây là bằng hữu của ngươi, vậy trả lại cho ngươi." Tiêu Sùng đi tới đỡ Vô Song, cảm kích nhìn Tạ Tuyên. "Nhờ có tiên sinh." "Không cần cám ơn. Năm xưa khi ở học đường ta cũng từng làm thầy giáo cho bệ hạ mấy tháng, cần gì phải khách khí." Tạ Tuyên vỗ vai Tiêu Sùng một cái. Trên quán trà, thấy Vô Song bình an vô sự, tiêu sắt và lôi vô kiệt cùng thở phào nhẹ nhõm. Lạc thanh dương xoay người cắm cửu ca kiếm xuống đất, ngẩng đầu lên, âm thanh không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Còn có ai? Kiếm khách đứng xem ban đầu còn ôm tâm lý muốn thử sức nhưng thấy trận đánh tuyệt thế giữa nhan chiến thiên, vô song và lạc thanh dương. Còn ai không tự lượng sức dám bước tới hỏi kiếm? Chưa nói tới chuyện mất mặt, e rằng còn mất mạng xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Vũ cười lạnh. Giặt một lũ nhát cái. Nhưng vừa dứt lời lại thấy một bộ áo đỏ từ trên quán trà hạ xuống, cũng là một thiếu niên trẻ tuổi như vô song, người mặc áo đỏ, cổ áo rộng để lộ bắp thịt rắn chắc, mặt mũi thanh tú, miệng luôn cười tô tuết. có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiêu sắt và Diệp Nhược Y chố mắt nhìn nhau. Vừa rồi hai người bọn họ bị chuyện của vô song thu hút, thất thần một chút, không giữ lôi vô kiệt cẩn thận. Người vừa tới là ai? Có kẻ trong đám người lên tiếng hỏi. Lôi vô kiệt mỉm cười, khẽ nhấc tay, tâm kiếm đã rời vỏ. Xung quanh có người lập tức nhận ra thanh kiếm này. Danh kiếm đứng thứ tư trong kiếm phổ, tâm. Đệ tử dưới chướng tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y, lôi ra bảo lôi kiếm tiên lôi oanh, truyền nhân kiếm tâm của kiếm tâm chủng, lôi vô kiệt tới hỏi kiếm. Lôi Vô Kiệt chắp tay cao giọng nói. Tiêu Sắt thở dài. Cái thằng ngốc này, nghĩ danh hiệu trước tên mình càng dài thì càng uy phong chắc. Được. Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, tay đã nắm lấy chuôi cửu ca kiếm. Đợi đã đợi 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 đã. Lôi Vô Kiệt vội vàng giơ tay ngăn cản, nuốt một ngụm nước miếng. Đợi tí đã. Chương 427, kiếm thế thống trị mọi người đều chờ được chứng kiến một trận tỉ thí đặc sắc nữa nhưng năm chữ, đợi, của lôi vô kiệt khiến mọi người ở đây trợn tròn hai mắt. Đợi. Lạc Thanh Dương mỉm cười, thu cửu ca kiếm lại. Đợi cái gì? Hôm nay tiền bối đã đánh liền hai trận rồi, đối thủ trong cả hai trận đều có thực lực bất phàm. Ta thấy tiền bối tuy không có gì đáng ngại nhưng chắc thể lực đã không được như lúc ban đầu. Lôi vô kiệt chậm rãi nói lạc thanh dương lắc đầu ta không sao đừng nói lôi vô kiệt lập tức ngắt lời hắn tiền bối có lòng muốn nhường nhưng ta lại không thể nhận kiếm khách chúng ta đều là người thành thật không ai muốn hổ thẹn với kiếm trong tay tiền bối không nói sẽ đây chờ mấy ngày vậy ba ngày sau chờ tiền bối nghỉ ngơi khỏe lại ta sẽ lại tới đây hỏi kiếm ta lạc thanh dương đang định mở miệng thì lại bị lôi vô kiệt ngắt lời tiền bối ba ngày sau sẽ gặp lại sau khi nói xong không chờ lạc thanh dương đáp hắn đã tung người nhảy một cái trở lại trên quán trà tiêu sắt và diệp nhược y bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiêu sắt gõ bàn nói điên rồi à tạ tuyên mỉm cười còn rất dạo hoạt sau hai trận quyết chiến đặc sắc vừa rồi trong lòng rất nhiều kiếm khách thần thái của cô kiếm tiên đã chẳng khác nào thần nhân nhưng ngay lúc bầu không khí đang hưng thịnh như vậy, cô kiếm tiên lên tiếng hỏi kiếm mà không ai đáp lại. Bộ dáng nghiêm nhiên là vô địch thiên hạ lôi vô kiệt lại nhảy xuống khoa chân múa tay chọc cười, còn định ra ước hẹn ba ngày. Bầu không khí lúc trước đã bị quét sạch, những kiếm khách kia thấy hôm nay không còn trò hay để xem, dồn dập hẹn ba ngày sau lại tới gặp rồi đi khỏi. Vừa rồi ngươi đã thấy kiếm của cô kiếm tiên rồi đấy, ngươi thấy kiếm của vô song rồi đấy ngươi tự nhận mình là thiếu niên anh hùng thiên phú kiếm thuật xuất chúng nhưng thử so với bọn họ đi ngươi cảm thấy mình hơn được ư tiêu sắt lạnh lùng hỏi không sánh bằng lôi vô kiệt thản nhiên nói ba người xuất chiến hôm nay ta không bằng một ai cả nhất là so với cô kiếm tiên lạc thanh dương tranh lệch rất lớn vậy ngươi đánh cái quái gì tiêu sắt không nhịn được mắng Hắn xuất kiếm chém tấm biển tên Vĩnh An Vương phủ, là Đang thị uy. Bất luận chúng ta có khiêu chiến hay không, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. So với chuyện để hắn tìm đến, chẳng bằng chúng ta khiêu chiến trước, ít nhất như vậy chúng ta còn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, không nói tiếp. Còn có thể thế nào? Nói thử đi. Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Còn có thể nổi tiếng. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói trên tầng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, mọi người á khẩu không nói năng gì được, chỉ có tạ tuyên cười vang. Lôi huynh đệ đúng là người kỳ lạ. Bạch vương phủ. Trời đã khuya. Vô song ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, tuy chiêu kiếm của lạc thanh dương không để lại ngoại thương gì nhưng đã thật sự làm tổn thương chân khí, không nghỉ ngơi vài ngày e rằng không cách nào cầm kiếm. Mấy ngày tới, Bạch vương phủ sẽ tăng cường phòng ngự ngươi cứ ở đây cho khỏe bên ngoài sẽ có hộ vệ canh gác ngày đêm đám sát thủ kia không xông vào được đâu tiêu sùng nói với vô song vô song cười một tiếng thật không nhưng bằng hữu của ta đã vào rồi tiêu sùng chợt ngẩng đầu lên chỉ thấy một nam tử áo đen ngồi trên xà ngang bên hông dắt một cây dù tiêu sắt chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân phận của hắn tô mộ vũ yên tâm hắn là bằng hữu của ta. Có hắn ở đây, ngươi có thể yên tâm về an toàn của ta. Vô song chậm rãi nói. Tiêu sùng cau mày. Ngươi có biết hắn là ai không? Ám hà chấp tán quỷ, gia chủ tô ra. Yên tâm đi, hắn đã không còn bên phe xích vương nữa, bây giờ hắn là người phe chúng ta. Vô song nhếch miệng cười nói. Ta không phải người bên các ngươi, ta chỉ muốn giết tô sương hà. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói. Mạnh miệng. Vô Song vỗ vai Tiêu Sùng. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Sùng nhìn Tô Mộ Vũ đầy bất an, cuối cùng đứng dậy, đẩy cửa đi ra nhưng lại phát hiện Lôi Vô kiệt và Tiêu Sắt đang đứng ở đó. Xem ra hộ vệ đúng là không ít lời gì, sao lại có hai người lẻn vào vào. Tiêu Sùng bất đắc dĩ nói. Sao lại dùng chữ lại? Ngoài chúng ta ra còn có ai à? lôi vô kiệt đi thẳng vào trong nhà, nhìn một vòng xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng ai khác. Tiêu sùng ngẩng đầu lên, thấy tô mộ vũ vốn trên xà ngang đã không còn bóng dáng. Ngươi tìm ta? Vô song hỏi. Lôi vô kiệt giơ túi thuốc trong tay. Ta lấy chút thuốc bôi thượng hạng trong phòng thuốc của tiêu sắt cho ngươi. Ngươi biết tính keo kiệt của hắn rồi đấy, ta lấy mấy thứ này ra cũng chẳng dễ dàng gì. Tiêu Sắt gật đầu với Tiêu Sùng, tìm một băng ghế ngồi xuống. Hắn không nhịn được nói: "Đừng nói linh tinh nữa. Ngươi tới định nhờ gì thì cứ nói thẳng đi." Vô Song hiểu ra, "Ngươi muốn hỏi kiếm của Lạc Thanh Dương." "Đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ chắc chắn ta không thể tu luyện kiếm pháp mạnh hơn Lạc Thanh Dương được, cho nên đành xem xem trong kiếm thuật của hắn có nhược điểm gì rồi tìm theo nhược điểm đó, ra tay đánh bại hắn." Lôi Vô Kiệt cao giọng nói. "Vậy ngươi hỏi cụ thể một chút, trí nhớ của ta không tốt lắm." Vô Song gãi đầu một cái. Lôi Vô Kiệt không ngại, trực tiếp đi tới ngồi bên mép giường của Vô Song hỏi. "Chiêu kiếm cuối cùng với ngươi ấy, hắn đâm theo hướng nào?" Vô Song suy nghĩ một chút. "Bốn phương tám hướng." Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, lại hỏi. "Lúc đó ngươi cảm thấy kiếm khí ở đâu mạnh nhất, ở đâu yếu nhất?" vô song lại suy nghĩ một chút không chỗ nào không có lôi vô kiệt nhún vai thế này thì làm sao mà nói chuyện được cảm giác thật sự như vậy đọ kiếm với lạc thanh dương khác hẳn với khi đọ kiếm với những người khác khi đấu kiếm với những người khác ta sa mạc ở đồng cỏ ở quán rượu đấu kiếm nhưng khi đấu kiếm với lạc thanh dương ta đứng trên khoảng đất trống nhưng lại cảm thấy mình tới một nơi khác nơi này thuộc về lạc thanh dương thuộc về cửu ca kiếm của lạc thanh dương ở nơi đó gió thê lương đất bao la bên tai có tiếng hát mơ hồ còn ta khoảnh khắc đó chỉ muốn khóc vô song chậm rãi nói tiêu sắt và lôi vô kiệt nhìn nhau tiêu sắt gật đầu đây chính là kiếm thế của kiếm tiên hắn xuất kiếm có thể vạch ra một khoảng trời hắn là người thống trị trong khu vực đó thế thì khó rồi lôi vô kiệt suy nghĩ nếu ngươi còn có thể đánh lại một lần nữa vô song ngươi sẽ dùng kiếm thuật gì để đối phó vẫn như hôm nay thôi nhưng ta sẽ mạnh hơn vô song trầm giọng nói vô song ngươi thật quật cường lôi vô kiệt cảm thán vô song nhíu mày ta còn trẻ đương nhiên phải quật cường rồi lôi vô kiệt đứng dậy nhún vai với tiêu sắt xem ra tới đây cũng không ít gì rồi ta có một ý tưởng. Ngươi định tìm tạ tuyên. Tiêu sắt bĩu môi. Lôi vô kiệt gật đầu cười nói. Đúng vậy, cho nên ta là người duy nhất trong thiên hạ được ba vị kiếm tiên dạy bảo. Ngươi nói xem có lợi hại không? mươi 428, nơi phá kiếm thế. Sáng sớm ngày hôm sau. Khâm thiên giám. Tề thiên trần và tử đồng, phi hiên đang chơi đùa trong sân bọn họ vẫn chơi trò đuổi theo con bướm giấy như vật sống kia, người ngoài cho là trò chơi của con trẻ, nhưng người sáng suốt có thể thấy đây là cách huấn luyện đại long tượng lực. Ly lạc sơ sơ nhất kính thâm, thụ đầu hoa lạc vị thành âm. Nhi đồng cấp tàu truy hoàng điệp, phi nhập thái hoa vô sử tầm. Tạ tuyên ngồi trên lầu, nhìn họ, vừa cười vừa ngâm thơ. Sư phụ, người không đi à? hôm qua con thấy chiêu kiếm cuối cùng của người đâu kém gì lạc thanh dương lý phạm tùng vẫn đứng bên cạnh lải nhải từ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn định giật dây tạ tuyên tới hỏi kiếm lạc thanh dương tạ tuyên cầm quyển sách trên tay gõ vào đầu lý phạm tùng một cái đã bảo không đi là không đi người đọc sách sao lại tranh cường háo thắng như vậy hơn nữa chẳng phải hảo huynh đệ lôi vô kiệt của con sẽ đi à nếu hắn thắng cũng không tới phiên ta. Làm sao mà thắng được? Lý Phạm Tùng bật cười. Con và Lôi Vô Kiệt đã từng bắt tay chiến đấu nhiều lần. Hắn có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ con lại không biết? Ô, thế ta có bao nhiêu cân lượng? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Phạm Tùng quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt mặc quần áo đỏ mang theo tiếng cười sang sảng đi vào. Vị Vĩnh An Vương Điện Hạ luôn ngáp ngắn ngáp dài như rất mệt mỏi cũng tới lý phạm tùng vội vàng đứng dậy lôi huynh sao ngươi lại tới đây ta nghe thấy ngươi nói xấu hắt hơi ba cái liền nên chạy tới lôi vô kiệt cười nói lý phạm tùng gãi đầu nói xấu gì đâu nói xấu gì đâu thế thì là gì lôi vô kiệt hỏi ngược lại tiêu sắt lạnh lùng đáp là nói thật lôi vô kiệt thở dài trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tạ tuyên Ta biết chứ. Thật ra lôi huynh đã rất lợi hại rồi, dõi mắt nhìn khắp mấy chục năm nay, trong thiên hạ chỉ có rất ít người có thành tựu kiếm thuật như ngươi trong tầm tuổi này. Lý Phàm Tùng Trấn An Lôi vô kiệt lắc đầu Nhưng có ai có thành tựu như vô song không? Đúng, vô song là đúng là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy. Tạ Tuyên nói Nhưng ngươi cũng không kém, ngươi có lôi oanh dạy dỗ từ nhỏ, sau lại bái sư Lý Hàn Y, Hai vị kiếm tiên dạy dỗ cho ngươi. Sau đó ngươi lại được truyền thụ kiếm tâm quyết, kế thừa tâm kiếm, hơn nữa tâm linh trong sáng, liên kết với kiếm tâm. Nhân tài như ngươi cũng rất hiếm có. Vậy vì sao ta không bằng Vô Song?" Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại. Tạ Tuyên khép cuốn sách lại. "Đạo về kiếm thuật không phải ngươi mạnh ta yếu thì là không bằng. Ngươi luyện theo kiếm tâm quyết, Vô Song lại học dưỡng kiếm thuật." Ngươi dùng tâm để dẫn dắt, hắn dùng máu để dẫn dắt, có nhanh hơn ngươi vài bước cũng không có gì lạ, nhưng sau này ai mạnh hơn ai thì chưa biết được. Ta đọc sách 20 năm, trước đó chưa từng dùng kiếm, nhưng vừa cầm kiếm lên người trong giang hồ đã gọi ta là kiếm tiên, ai mà tưởng tượng nổi. Lôi Vô Kiệt gật đầu nói, "Ta sẽ ghi nhớ những lời này của tiên sinh." Thế nhưng, thế nhưng hai ngày sau ngươi phải xuất trận rồi, không có thời gian rèn luyện cho tốt kiếm tâm muốn một chiêu chém rơi lạc thanh dương. Đuổi hắn ra khỏi Thiên Khải Thành. Tạ Tuyên liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn. Lôi Vô Kiệt mỉm cười gật đầu. Đúng là ý này, đúng là ý này. Ta lợi hại vậy à? Tạ Tuyên hỏi. Ngài là kiếm tiên mà. Lôi Vô Kiệt vỗ đùi nói. Nhan Chiến Thiên cũng là kiếm tiên, hắn có thắng không? Tạ Tuyên cười nói mọi người đều là kiếm tiên lạc thanh dương còn là kiếm tiên đứng đầu nếu ta nghĩ được cách xuất kiếm đánh bại hắn vậy ngươi nghĩ ta không đi chắc không có cách nào à lôi vô kiệt bất đắc dĩ nói có thì có tạ tuyên rót một chén trà ra hiệu cho tiêu sắt cũng ngồi xuống mời vĩnh an vương điện hạ ngồi lạc thanh dương tới đây rõ ràng là nhắm vào ngươi lôi vô kiệt thua tiếp theo sẽ là ngươi còn lôi vô kiệt ngươi có nghĩ không theo tình hình trận chiến hôm qua lạc thanh dương tới đây là mang ý định giết người vô song thiếu chút nữa bị hắn giết chết nhưng ngươi với vô song không giống có chỗ nào không giống lôi vô kiệt không hiểu tuy vô song lên làm thành chủ vô song thành cầm vô song kiếm hạp khiến người khác chú ý nhưng dù sao cũng rất ít người từng thấy kiếm của hắn lạc thanh dương cũng không biết cho nên ban đầu hắn lưu thủ tới cuối cùng mới nổi ý giết người. Tạ Tuyên đột nhiên nghiêm mặt nói. Nhưng ngươi lại khác, người báo danh hiệu, hắn hiểu rõ ngươi là ai. Ngươi là đệ tử của Lôi Oanh, Lý Hàn Y truyền nhân của Kiếm Tâm Quyết, bằng hữu thân thiết nhất với Vĩnh An Vương Điện Hạ. Hắn không giết ngươi thì giết ai? Lôi vô kiệt mặt mày nhăn nhó. Tiên sinh cứu ta. Nếu là thế bại như vô song, tới cuối cùng mới thua trận, vậy nếu ta muốn cứu thì còn cứu được. Nhưng nếu từ đầu hắn đã muốn giết ngươi, ta cũng chẳng cứu được, thà rằng ngươi không đi. Tạ tuyên thờ dài nói. Xích vương phủ. Tiêu vũ hỏi. Nghĩa phụ ra sao rồi? Mấy ngày nay hắn bao một quán trọ gần đó, buổi tối thì nghỉ ngơi trong quán trọ, ban ngày lại bày bàn trà, ngồi uống trà giữa đám người. Nhưng hôm nay đã tới trưa, người tới xem rất nhiều mà không ai dám ứng chiến mọi người đều chờ đợi hai ngày sau chứng kiến trận chiến của lôi vô kiệt long tà đáp đưa thư cho nghĩa phụ tiêu vũ hạ giọng nói trận chiến với lôi vô kiệt hai ngày sau không chỉ thắng còn phải giết chết lôi vô kiệt long tà gật đầu rõ hắn đang định đi ra lại thấy quản gia vội vàng chạy từ ngoài vào đưa một tờ giấy cho long tà quán trọ long hòa đưa tới quán trọ long hòa tiêu vũ hỏi chính là quán trọ mà lạc tiên sinh bao chọn long tà đáp tiêu vũ vội vàng la lên mau xem xem viết gì long tà mở giấy ra khẽ cau mày bên trên chỉ có bốn chữ không cần nhiều lời khâm thiên giám lôi vô kiệt vỗ bàn một cái ta có phải loại ham sống sợ chết đó đâu vừa rồi tiên sinh nói có cách dạy ta đi tạ tuyên cười nói cái gọi là kiếm thế của kiếm tiên chắc ngươi đã tới hỏi vô song khi giao chiến với kiếm tiên hắn sẽ khiến ngươi có cảm giác đi vào thế giới khác trong kiếm thế của mình nếu ngươi bị loại kiếm thế này bao vây như vậy việc đầu tiên ngươi phải làm là phá vỡ kiếm thế này phá kiếm thế lôi vô kiệt kinh ngạc đúng phá kiếm thế chỉ khi phá được kiếm thế của hắn ngươi mới có thể chiếm thế chủ động ra đòn đắc thắng nếu không ngươi chỉ là kẻ làm trò trong lĩnh vực của hắn hắn là người cầm dây còn ngươi chỉ là con dối kết cục đã được định sẵn tạ tuyên nói còn kiếm thế của cô kiếm tiên chính là cảm giác thê lương tuy lúc đó hắn không xuất kiếm với ta nhưng khi thi triển kiếm thức quốc thương ta nghĩ chúng ta đều cảm nhận được luồng ý thê lương đó lôi vô kiệt nghe vậy trầm tư một hồi rồi vỗ đùi ta biết rồi ta có cách phá hủy kiếm thế thê lương của Lạc Thanh Dương rồi. Tạ Tuyên nghe vậy vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy, còn thông minh đến vậy cơ à. Có cách gì? Lôi vô kiệt nghiêm mặt nói. Ta mắng chết hắn. chương 429, mắng kiếm quyết. Tạ Tuyên nhìn Lý Phạm Tùng, Lý Phạm Tùng nhìn tiêu sắt, tiêu sắt ngẩng đầu lên nhìn trời, ra vẻ không nghe thấy gì. Lôi vô kiệt vẫn hưng phấn nói. Kiếm thế của Thê Lương kiếm chú trọng hai chữ Thê Lương. Ngươi nói hắn dùng kiếm thức quốc thương, khiến gió rít vang lên khắp bốn phương, tráng sĩ cao giọng hát, bầu không khí nghiêm túc. Sau đó ngay lúc này ta đột nhiên gầm lên. Mẹ, lão già khốn kiếp nhà ngươi. Lý Phạm Tùng thiếu chút nữa phun thẳng mụn nước trà ra. Lão già khốn kiếp nhà ngươi ăn no rảnh mỡ hay sao mà chạy tới Thiên Khải gây sự, chỗ này có chuyện quái gì của ngươi? Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này, còn hỏi kiếm Thiên Khải, Thiên Khải có đồng ý không? Còn đập biển tên phủ của chúng ta, ngươi có biết cái biển ấy quý tới mức nào không? Mau mau cút cho ta. Nếu không ta lột sạch quần áo cho ngươi mặc váy đấy, ngươi có tin không? Lôi Vô Kiệt nói liền một lèo, cầm chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Tạ tiên sinh, ngài nói xem ta mắng như vậy. Liệu hắn có thê lương được nữa không? Có thê lương nổi không? Cho dù tạ tuyên đọc cả ngàn cuốn sách, đi cả ngàn dặm đường nhưng chưa từng nghe được lý luận kinh thế hãi tục như vậy. Hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Lôi vô kiệt nhìn hắn với vẻ mặt đầy kỳ vọng. Tạ tiên sinh, tạ tiên sinh tạ tuyên trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu một cái thật ra mấy lời này của lôi huynh đệ cũng có chút đạo lý tiêu sắt lắc đầu tạ tiên sinh ngươi không cần lo cho tâm trạng cái thằng ngốc này có gì xin cứ nói thẳng không phải an ủi đâu nếu làm theo lời lôi huynh đệ vừa nói như vậy đúng là luồng kiếm ý thê lương kia sẽ rất dễ bị đánh bại nhưng mắng như thế nào mắng lúc nào mắng cái gì phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Tạ tuyên cao mày nói. Đương nhiên, mắng thì mắng nhưng chỉ tạo được tác dụng phụ trợ, không thể nào mắng chửi mà thắng kiếm tiên được. Về mặt kiếm pháp cũng phải tính toán kỹ lưỡng một phen. Tiên sinh nói đúng, cái này ta cũng có suy xét. Lôi vô kiệt đứng dậy chắp tay nói. Như vậy ta xin cáo từ, hai ngày sau kính mong tiên sinh tới xem kiếm. Đó là đương nhiên. Tạ Tuyên gật đầu nói. Lần giao chiến này cực kỳ nguy hiểm, cũng mong lôi huynh đệ chuẩn bị vẹn toàn. Còn về Vĩnh An Vương Điện Hạ, bất luận lôi huynh đệ thắng hay thua, Lạc Thanh Dương đều phải rời khỏi Thiên Khải Thành, ta đề nghị ngươi gửi thư cho Tư Không Trường Phong. Trên thế gian này, người có cơ hội thắng Lạc Thanh Dương nhất chính là hai người trong nhóm thứ hai của quan tuyệt bảng, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt. Xảy ra chuyện lại mời trưởng bối sau lưng ra gánh vác chuyện như vậy tiêu vũ làm được ta không làm được tiêu sắt lắc đầu vì sao tạ tuyên cười hỏi tiêu sắt giơ một cánh tay ra hiệu xoay tròn bởi vì hắn là tiêu vũ còn ta là tiêu sắt tạ tuyên gật đầu điện hạ rất kiêu hãnh tiêu sắt thu tay lại thứ ta có không chỉ là kiêu hãnh tiếp đó hai người lập tức đi khỏi lý phàm tùng nhìn bóng lưng bọn họ hỏi sư phụ, chúng ta không giúp họ à? Tạ tuyên lắc đầu thở dài. Có một số việc, cuối cùng vẫn phải do họ tự làm. Tiêu sắt, người nói ta nên đặt tên cho bộ kiếm pháp ấy không? Gọi là mắng kiếm quyết nhé. Người nói mắng thắng kiếm tiên, có phải ngầu lắm không? Lôi vô kiệt vừa đi vừa hưng phấn nói. Người nói xem ta mắng thế đã đủ bá đạo chưa, văn. Trường của người tốt, có thể trao chút thêm không? Lôi vô kiệt, ngươi có biết mình sắp đối mặt với đối thủ ra sao không? Đó là người đứng đầu quan tuyệt bảng, cao thủ tuyệt thế không kém gì bách lý đông quân. Tiêu sắt nghiêm túc nói. Đến nhà rồi. Lôi vô kiệt đi tới trước cửa gian nhà của mình. Hai ngày tới ta cần bế quan dưỡng kiếm. Hôm qua đã hẹn hắn ba ngày sau gặp nhưng không nói canh giờ nào. Như vậy chập tối ngày mai ta sẽ tới, dưỡng kiếm thêm một chút. Lôi vô kiệt, Ngươi có nghe ta nói không đấy? Tiêu sắt cả giận. Lôi vô kiệt mỉm cười giơ tay với tiêu sắt. Yên tâm đi, ta không điên, ta cũng có kiếm của ta, cũng có niềm kiêu hãnh của ta. Tiêu sắt thở dài một tiếng, hất tay lôi vô kiệt sang bên. Đi thôi. Tạm biệt. Lôi vô kiệt vẫy tay, đi vào trong gian nhà của mình. Trong gian nhà tối om, trước khi lên đường lôi vô kiệt đã bảo quản ra dán kín cửa sổ phòng mình. Sau khi đóng cánh cửa này lại sẽ không thấy chút ánh sáng nào nữa. Vẻ mặt của lôi vô kiệt đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tĩnh lặng, lạnh nhạt, khác hẳn vẻ hưng phấn cười đùa lúc vừa rồi. Hắn đặt tâm kiếm bên cạnh, ngồi khoanh chân, ngắm hai mắt lại. Vào kiếm tâm. Đây là ảo diệu của kiếm tâm quyết, để bản thân nhập kiếm tâm, khi bế quan ra kiếm tâm sẽ cực kỳ thuần khiết, trong thời gian ngắn có thể nhận được chiến lực cực mạnh. Ngày trước Lý Tâm Nguyệt dưỡng kiếm 7 ngày, xuất kiếm đánh ra, đả bại 7 cao thủ thiên cảnh, bị ngũ đại tổng quản vây công vẫn dơ kiếm bất bại. Mẫu thân, người có thể rút kiếm quyết sinh tử vì bằng hữu, con trai cũng muốn thử xem. Đương nhiên tiêu sắt biết lôi vô kiệt đang nghĩ điều gì. Hắn xoay người lại, phát hiện Diệp Nhược Y đang đứng đó, cứ để hắn đi như vậy ư? Hai người đi sóng vai, Diệp Nhược Y âm u hỏi. Tiêu Sắt giơ tay ra, bắt lấy một chiếc lá rụng. Còn kéo hắn lại không cho đi được à? Có bao nhiêu phần thắng? Diệp Nhược Y hỏi. Một phần, Tiêu Sắt nói. Diệp Nhược Y lắc đầu cười một tiếng. Còn tốt hơn ta tưởng. Cũng không có. Tiêu Sắt chậm rãi nói nốt nửa câu sau diệp nhược y kinh ngạc ngươi không thể nói hết cả câu trong một lần được à buổi chiều ta hẹn một người khác tới phủ tiêu sắt đột nhiên nói khách nào mà khiến ngươi phải hẹn tới đây diệp nhược y nói ngươi cũng biết mà là tiểu thập nhất tiêu sắt mỉm cười giọng nói lộ vẻ ôn nhu hiếm có là khanh công chúa à diệp nhược y cười nói ngươi tới thiên khải lâu vậy rồi mà không tới tìm cô ấy tiêu sắt lắc đầu một cái cô ấy dính người quá ai đang nói xấu bổn công chúa đấy một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ tiêu sắt xoay người chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy hoa đột nhiên nhào vào lòng hắn tiêu sắt xoa đầu vị tiểu công chúa trong lòng sao thoát ẩn thoát hiện vậy lục ca mới là thoát ẩn thoát hiện ấy về thiên khải bao lâu rồi mà muội chẳng bắt được ca lần nào còn phải chờ ca tới tìm mới gặp được. Khanh công chúa nhảy khỏi lòng Tiêu Sắt, gương mặt xinh xắn như khắc từ ngọc làm bộ trêu chọc, đúng là ca ca cáo giả. Tiêu Sắt không biết làm sao. Có ai nói ca ca như muội không? Khanh công chúa cả giận nói, có ca ca nào như ca không? Về lâu vậy rồi mới đến tìm muội muội. Ta mang cho muội một món quà. Tiêu Sắt lấy từ trong tay áo ra một vật là một con sư tử nhỏ khắc bằng ngọc, trông rất sống động. Cho muội. Đây là quái vật gì? Khanh công chúa nhận con sư tử nhỏ, tò mò quan sát. Là sư tử, thánh thú của Nam Quyết. Tiêu Sắt nói. Nói đi, có chuyện gì cần muội hỗ trợ? Khanh công chúa bĩu môi. Chẳng lẽ chỉ lúc nào cần giúp ta mới tới tìm muội à? Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói. Khanh công chúa lườm hắn đúng rồi còn gì. Còn nữa, Lục ca, muội đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa rồi. Muội là thập nhất công chúa của Bắc Ly, muội biết nhà mình lắm tiền. Con sư tử ngọc này, ngài tự giữ lại đi. Chương 430, Cửu bà kiếm, chín thanh kiếm. Tiêu Sắt nhìn muội muội mấy năm không gặp. Năm đó khi hắn rời khỏi Thiên Khải Thành, muội muội của hắn còn là một cô bé đáng yêu như búp bê sứ, Tặng cô bé một món đồ chơi cũng có thể khiến cô vui vẻ một hồi lâu. Nhưng hôm nay, cô nhấp nháy đôi mắt to xinh đẹp, toát lên vẻ thông minh lém lỉnh. "Ai, ta tặng muội thứ khác vậy." Tiêu Sắt cất con sư tử ngọc kia đi, lấy ra một quyển sách. Hai mắt khanh công chúa sáng bừng lên, vô song vũ. "Ta biết muội muốn vũ phổ này đã lâu, ta giúp muội tìm thấy ở bên ngoài." "Món quà này thế nào?" Tiêu Sắt mỉm cười hỏi. Khanh công chúa cầm lấy vũ phổ, cất vào trong lòng, nói đi, rốt cuộc cần giúp gì? Trong hoàng cung có một tòa kiếm các, bên trong thờ phụng danh kiếm của các triều đại trước. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Khanh công chúa bất mãn lườm hắn một cái, hoàng cung là nhà của ca cũng là nhà của muội, nói mấy lời nhảm nhí đó làm gì? Kiếm các vốn do tổng quản trưởng kiếm cần uy công công trông coi nhưng bây giờ hắn đã chết tạm thời kiếm các do kiếm si la bất quản lý mà kiếm si la bất là sư phụ của khanh nhi muội muội tiêu sắt nói đầy ẩn ý đúng vậy khi còn bé muội muốn luyện kiếm phụ hoàng bèn tìm một sư phụ cho muội sư phụ yêu thích danh kiếm trong thiên hạ nên gọi là kiếm si lần này cũng do muội tiến cử người tới thiên kiếm các khanh nhi nói ca muốn nhờ sư phụ muội giúp ca kiếm si la bất kiếm pháp cũng không tệ tiêu sắt không trực tiếp trả lời sư phụ ta từng so kiếm với cẩn uy kết quả bất phân thắng bại ông ấy được người khác gọi là kiếm si là vì ông ấy yêu kiếm cố chấp với kiếm nhưng nếu xét theo kiếm pháp lại kém xa bọn cô kiếm tiên lục ca tới nhờ ông ấy giúp có phải không nắm chắc không khanh công chúa lắc đầu nói tiêu sắt đầu tiên ngẩn người sau đó nói khanh nhi bây giờ muội biết nhiều vậy à lục ca muội đã bảo mình trưởng thành rồi mà khanh công chúa cười nói thật mong muội mãi mãi không lớn tiêu sắt giơ tay xoa đầu khanh công chúa ta không muốn mời la tiên sinh ra tay chỉ muốn hỏi mượn ông ấy vài thứ mượn đồ khanh công chúa kinh ngạc tiêu sắt gật đầu mượn thứ trong thiên kiếm các. Thiên kiếm các. Tiêu sắt được khanh công chúa dẫn vào. Bên trong vô cùng u ám, chỉ có vài ánh nến lập lòe yếu ớt. Những danh kiếm của triều đại trước được xếp thành hàng thờ cúng, bẩy trên từng chiếc giá, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Khi còn bé, ta và Lăng Trần chạy chơi, một lần vô tình xông vào nơi này, còn tưởng xông vào phòng giữ xác gì đó, cả hai sợ tới đờ cả người, toát mồ hôi lạnh. Tiêu sắt cười nói. Trong bóng tối có một giọng nói trầm trầm trả lời. Vị bằng hữu từng vào cùng ngươi cũng đã tới cách đây không lâu, còn lấy đi thanh kiếm quý giá nhất trong này. Tiêu sắt đảo mắt qua những danh kiếm trên giá, cuối cùng mỉm cười. Hạo khuyết bị cầm đi rồi à? Nhưng thanh kiếm đó là kiếm mang chính khí đệ nhất thiên hạ, vốn là kiếm của nhà hắn, cầm đi cũng đúng thôi. Thiên hạ này có thứ gì không phải của các ngươi? Nhà họ Tiêu các ngươi muốn thứ gì, có ai dám không cho kia chứ? Trong bóng tối có người bước ra, thân hình cao gầy, trông như một cây gậy trúc. Sư phụ. Khanh công chúa chào khẽ. Tiêu Sắt biết người trước mặt là Kiếm Si La Bất, cũng chắp tay nói. La tiên sinh. La bất nhìn hắn một cái, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Người rất mạnh. Tiêu Sắt thản nhiên mỉm cười từng có một quãng thời gian ta không thể vung kiếm, chỉ có thể tính sổ sách. Là bất nhìn trường côn bên cạnh tiêu sắt. Ngươi luyện côn pháp, không phải kiếm thuật. Cũng từng luyện kiếm vài năm, hoàng tộc họ tiêu dùng kiếm xây dựng gia tộc, không thể mất gốc được. Tiêu sắt cung kính trả lời. Nếu ngươi đã tới đây, chắc không định tay không trở về. Là bất nói đầy ẩn ý. Tiêu sắt cúi đầu nói. Muốn hỏi mượn kiếm tiền bối. Khanh công chúa đi tới khoác tay La Bắt. Sư phụ, đây là ca ca thân thiết nhất của con. Ngài cho ca ca mượn đi, chắc chắn ca ca sẽ giữ lời, La Bất thở dài. Hắn biết con người ta làm việc cứng nhắc, lại yêu kiếm như mạng cho nên tìm con tới thuyết phục giúp. Ta sống cả đời cô độc làm bạn với kiếm, chỉ có một đồ đệ ngoan là con, hắn thật biết cách tìm người. Chỉ có điều. Chỉ có điều tiêu sắt và khanh công chúa thầm căng thẳng. Không phải ngày nào ta cũng trốn trong phòng đờ người ra với mấy thanh kiếm. Ta biết chuyện ở Thiên Khải Thành, thậm chí hôm qua ta còn có mặt ở đó. Khi không ai dám ứng chiến lạc thanh dương, bằng hữu của ngươi lôi vô kiệt lại đứng dậy. Ta rất tán thưởng hắn, cũng đồng ý giúp hắn. Chỉ có điều ta không hiểu, thanh kiếm trong tay hắn là tâm đứng thứ tư trong thiên hạ danh kiếm phổ. Bảo kiếm trong thiên kiếm các có nhiều hơn nữa, nhưng có thanh nào sánh được với nó là bất không hiểu tiên sinh không cần hỏi nhiều mời ngài hôm sau lại tới xem kiếm tiêu sắt mỉm cười cho nên ta có thể lấy kiếm lấy đi là bất gật đầu một cái vậy là tiêu sắt tiến tới rút một thanh danh kiếm phong suy vũ là kiếm của thi tiên lý tặng tiền triều không tệ là bất khen nhưng sau đó tiêu sắt lại cầm một thanh lên Danh kiếm lạc hoa, là bội kiếm của hoa la công chúa trăm năm trước, ánh mắt của điện hạ tốt thật. Nhưng không ngờ điện hạ muốn hai thanh kiếm. Là bất vùa dứt lời, tiêu sắt lại lấy một thanh nữa. Là bất ngây ra như phỗng, khanh công chúa cũng kinh ngạc. Hắn muốn ba thanh kiếm. Đang lúc sững sờ, tiêu sắt lại lấy một thanh. Từng thanh nối tiếp nhau, cuối cùng tiêu sắt ôm tổng cộng chín thanh kiếm đi xuống khỏi kiếm cát. La Bất và Khanh công chúa đều trợn tròn hai mắt. La Bất nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi muốn chín thanh? Vừa rồi ta có nói mượn mấy thanh đâu? Ta chỉ nói muốn mượn, là Tiên Sinh đồng ý nên ta lấy. Là Tiên Sinh định đổi ý à? La Bất cả giận nói. Là mẫu mà là loại người nói lời không giữ lời à? Nghe nói Nam Quyết có một đao khách, đao pháp siêu cường, trên người cõng chín thanh đao tên cũng là cửu bà đao. Ngươi nói xem, ta làm vậy có giống cửu bà kiếm không? Tiêu sắt vừa cười vừa đi qua trước mặt bọn họ, lao thẳng ra ngoài. La bắt lắc đầu. Quá rào hoạt. Đáng lẽ vừa rồi nên hỏi hắn muốn mượn mấy thanh kiếm. Khanh công chúa thở dài, lục ca quả nhiên là lục ca, ta còn phải học cái tính giả hoạt đó thêm mấy năm nữa mới bị được. Bên ngoài thiên kiếm các, Diệp Nhược Y đánh xe ngựa chạy tới, thấy tiêu sắt ôm một đống kiếm cũng sửng sốt, người dọn cả thiên kiếm các ra ngoài đấy à? Không đến nỗi, không đến nỗi. Chẳng qua là một phần nhỏ thôi. Tiêu sắt trèo lên xe ngựa, ném đống kiếm vào trong. Chúng ta đi. Người muốn nhiều kiếm như vậy làm gì? Diệp Nhược Y hỏi. Lôi vô kiệt không phải lạc minh hiên, cũng không phải vô song kiếm pháp hắn dùng là một người một kiếm có nhiều kiếm như vậy cũng vô ích không phải chuẩn bị cho lôi vô kiệt tiêu sắt nhíu mày vậy dùng làm gì diệp nhược y hỏi hai mắt tiêu sắt sáng lên đương nhiên là để ta tự dùng phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn